Phụ nữ tuổi 50 quan hệ bao nhiêu là đủ? Nhu cầu tình dục của chị em ở lứa tuổi này ra sao? Các bạn thân mến, có lẽ rằng tiêu đề của video này cũng là thắc mắc được các quý cô, các quý ông trong độ tuổi này rất quan tâm. Để giải đáp tất tần tật các vấn đề liên quan đến tình dục của chị em phụ nữ tuổi 50 để làm sao có một đời sống viên mãn và hạnh phúc nhất, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay ngay sau đây để chúng ta cùng giúp cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc hơn nhé. Câu hỏi đầu tiên đó là chị em phụ nữ U50 có còn ham muốn nữa hay không? Có nhiều ý kiến thì cho rằng những người lớn tuổi càng ngày càng già đi thì sẽ không còn hứng thú với ham muốn tình dục nữa. Tuy nhiên sự thật đời sống tình dục ở chị em U50 trở lên không hề bị suy giảm mà trái ngược lại còn nhiều hơn và yêu cầu lớn hơn với một nửa của mình. Đối mặt với sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mãn kinh là một trong những nguyên nhân khiến đời sống tình dục của chị em U50 bị giảm đi khá nhiều. Một trong những triệu chứng sau mãn kinh như là đau khi quan hệ, khô âm đạo, giảm ham muốn khiến cho tần suất và khoái cảm khi quan hệ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nhiên các chuyên gia trong lĩnh vực tình dục học thì lại cho rằng quan niệm suy giảm hormone khi lớn tuổi của phụ nữ có tác động cực kỳ lớn đến ham muốn của họ. Vì vậy, để trả lời cho câu hỏi này, phụ nữ tuổi 50 có còn ham muốn hay không thì câu trả lời là vẫn còn. Và hơn thế nữa, mỗi một người phụ nữ sẽ chọn cho mình một đời sống tình dục khác nhau khiến họ cảm thấy viên mãn và hài lòng nhất. Chị em phụ nữ 50 thì quan hệ bao nhiêu là đủ? Như các bạn đã biết thì tần số quan hệ sẽ giảm dần theo tuổi tác khi mà nó đang ngày càng tăng dần. Tuy nhiên không phải vì tuổi tác mà khiến cho chị em U50 không còn ham muốn đối với chuyện chăn gối nữa. Theo một số nghiên cứu và khảo sát thì có hơn 40% phụ nữ và đàn ông trên 50 họ vẫn còn quan hệ tình dục bình thường. Nó giúp cho tình cảm được mặn nồng và bền chặt hơn. Các cặp đôi khi quan hệ một lần trên tuần thì sẽ không có cuộc sống hạnh phúc bằng những cặp đôi có khoảng 4 lần trên tuần. Đó là nghiên cứu của các nhà tâm lý học thuộc trường đại học Toronto. Ở những cặp đôi trên 50 tuổi, có khoảng 80% cặp đôi có hứng thú với chuyện tình dục và chỉ có 20% còn lại là không thích điều đó. Họ có thể ngủ riêng mà vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Nói về chuẩn tần suất quan hệ đối với chị em U50 là bao nhiêu, thì các nhà khoa học và tâm lý học đều đưa ra câu trả lời. Đó là phụ nữ 50 tuổi trở lên thì lên quan hệ một lần trên tuần là phù hợp. Tuy nhiên, có một số phụ nữ có nhu cầu đối với vấn đề này cao hơn và yêu cầu nhiều hơn. Chỉ cần người phụ nữ cảm thấy thoải mái trong vấn đề tình dục thì nhiều hơn hay ít hơn với mức chuẩn trên cũng là điều không quá đáng lo ngại. Những lợi ích khi quan hệ tình dục lành mạnh với tần suất vừa phải là một điều rất lớn không chỉ đối với tuổi trẻ mà ngay cả đối với các chị em tuổi trung niên. Một người phụ nữ ở độ tuổi 50 đều có mỗi một nhu cầu tình dục khác nhau. Có người không còn ham muốn nhưng có người lại ham muốn nhiều hơn và đó là chuyện hết sức bình thường. Đối với một người phụ nữ U50, khi quan hệ tình dục lành mạnh với tần suất tốt thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể như là tốt cho hệ tim mạch. Việc quan hệ tình dục sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch ở người cao tuổi hay là giải tỏa những căng thẳng và mệt mỏi. Chất oxytocin sẽ giúp làm giảm huyết áp, đồng thời giảm áp lực và căng thẳng cho cơ thể con người. À, chất oxytocin thì nó lại chỉ được giải phóng khi mà làm chuyện ấy với người bạn tình của mình. Quan hệ tình dục lành mạnh cũng còn giúp chị em phụ nữ giảm cân và tăng cường hệ miễn dịch nữa đấy. Làm chuyện ấy thường xuyên và đều đặn là biện pháp giảm cân vô cùng hiệu quả. Nó sẽ giúp đốt cháy khoảng 0,5kg mỡ bên trong cơ thể sau quan hệ 5 lần. Hay là việc quan hệ tình dục thường xuyên và đều đặn sẽ thúc đẩy khả năng tăng cường hệ miễn dịch và giảm các bệnh cảm lạnh, cảm cúm thông thường, duy trì sự tươi trẻ và săn chắc. Phụ nữ độ tuổi U50 khi quan hệ tình dục được duy trì và thường xuyên giúp giữ được sự trẻ trung, cơ thể săn chắc hơn. Nhờ chất androgen tự nhiên được giải phóng trong các cuộc yêu giúp cải thiện ngoại hình lẫn phong thái trẻ trung. Vậy thì nhu cầu của chị em ở lứa tuổi này, nhu cầu ở mỗi người là khác nhau và nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Có thể như là những thay đổi hormone trong cơ thể, đây là giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là đã mãn kinh. Việc thay đổi hormone khiến cho estrogen và testosterone sẽ ngừng tiết, dẫn đến các vấn đề sinh lý ở phụ nữ như khô hạn và ít ham muốn hơn. Hoặc là có thể những yếu tố về bệnh xương khớp
cũng tác động không nhỏ đến vấn đề và những ham muốn của chị em ở lứa tuổi này. Bởi vì đây là một trong những bệnh thường gặp. Việc mắc các chứng bệnh về cơ, về xương, về khớp khiến cho việc quan hệ gặp nhiều khó khăn và không được trơn tru. Những tư thế không được thoải mái khiến họ không còn muốn quan hệ nữa. Hay là cơ quan sinh dục cũng có những dấu hiệu lão hóa. Bởi vì khi tuổi tác ngày càng cao, các bộ phận trên cơ thể cũng sẽ lão hóa. Cơ quan sinh dục cũng như vậy. Ở phụ nữ U50 thì âm đạo sẽ hẹp đi và có phần bị rút ngắn lại. Thành âm đạo sẽ bị cứng lại và mỏng hơn. Và dịch tiết ở âm đạo cũng ít hơn nữa. Hoặc là một số chị em phải sử dụng các loại thuốc tây, cũng khiến tác dụng phụ là ham muốn bị giảm đi hoặc không còn ham muốn. Đối với những người phụ nữ U50 mà có ham muốn tình dục cao thì họ sẽ khó tìm được đối tượng để đáp ứng nhu cầu ham muốn và tần suất tình dục của mình ở lứa tuổi này, trừ khi là phải tìm đến những anh chàng phi công trẻ. Vậy thì câu hỏi được đặt ra đó là làm thế nào để có thể nâng cao được chất lượng tình dục cho các chị em U50? Đời sống tình dục được cải thiện chất lượng hơn thì các chị cần thực hiện một số các điều sau để có thể có được cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Ví dụ như là có thể tăng cường tập luyện thể dục thể thao, đi bộ chẳng hạn, giúp cơ bắp dẻo dai hơn, các cơn đau xương khớp sẽ giảm đi, cải thiện tình trạng và giúp việc yêu ở tuổi 50 diễn ra suôn sẻ, nhịp nhàng hơn nữa. Cùng với đó là một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, nhiều các loại thực phẩm gồm đa dạng các nhóm vitamin, hay là thực hiện các cái hành động tình dục khác như là massage gợi cảm, có thể sử dụng một vài những món đồ kích thích hoặc là món đồ bôi trơn sẽ giúp cho các cặp đôi U50 cảm thấy hiểu nhau, gần gũi và vui vẻ hơn. Các bạn thân mến, xung quanh vấn đề tình dục của chị em phụ nữ U50 cũng có một vài những thắc mắc nhỏ nhỏ. Ví dụ như là phụ nữ 50 thì có thai được hay không? Câu trả lời là khả năng thì kém hơn so với lứa tuổi khác, thế nhưng vẫn có thể có xảy ra. Hay là phụ nữ U50 thì thích đàn ông như thế nào? Tùy khẩu vị của mỗi người, tuy nhiên đa số phụ nữ thì đều sẽ thích trâu già gặm cỏ non. Phụ nữ U50 thì có còn ham muốn nữa hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Phụ nữ tuổi 50 có sinh con được hay không? Có, tuy nhiên sẽ khó khăn hơn so với độ tuổi trẻ. Phụ nữ tuổi 50 có dễ thụ thai không? Khả năng thụ thai sẽ ít hơn. Phụ nữ U50 nên quan hệ mấy lần một tuần? Tỷ lệ ổn định sẽ là một lần trên tuần. Tuy nhiên tùy vào điều kiện về sức khỏe sinh lý, về hoàn cảnh, có thể gần gũi nhau nhiều hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào cảm xúc và tình cảm của cả hai người. Các bạn thân mến, như vậy là video ngày hôm nay chúng tôi đã chia sẻ với các bạn những vấn đề xung quanh chuyện tình dục của chị em phụ nữ U50. Thực sự thì chị em phụ nữ tuổi U50 như một món rượu ủ đã lâu năm. Phụ nữ đã đi pha được 2/3 cuộc đời, mùi vị đậm đà và sâu cay. Ai cũng biết rượu ủ lâu năm luôn là một loại rượu ngon và quý, là một loại rượu mà ai cũng ao ước một lần được nếm thử. Nhưng có tiền thì cũng chưa chắc là mua được. Càng uống càng nghiền, càng nhìn càng say. Đàn bà U50 chính là như vậy. Họ thực sự đã trở thành một người phụ nữ sâu sắc và bí ẩn hơn. Họ không còn là một người phụ nữ nông cạn, hời hợt và chỉ biết sống cho người khác. Họ dày dặn kinh nghiệm, biết sống cho mình, khôn khéo trong việc thể hiện bản thân. Tuổi tác có thể lấy đi nhan sắc của một người phụ nữ 50, nhưng không thể làm phai nhòa những sự thâm trầm, sâu sắc về nội tâm. Ngược lại, thời gian có thể mài giũa một người phụ nữ trở thành một viên ngọc sáng. Đừng quá bối rối khi mà bạn bị thu hút bởi một người phụ nữ ở độ tuổi này. Người phụ nữ đã đi gần hết độ tuổi trung niên và bước qua độ tuổi lão niên có vẻ như là khó ai sánh kịp. Họ có thể hớp hồn một ai đó bằng sự mặn mà, khéo léo, vì họ là cuốn sách dày chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn. So với chị em phụ nữ tuổi 40 thì phụ nữ 50 có sự trầm ổn cao hơn về tâm lý, vững vàng hơn trong cuộc sống và khó có điều gì có thể khiến họ phải sợ hãi. Những thăng trầm trong cuộc sống sẽ tôi rèn người phụ nữ thành một thanh kiếm sắc bén. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ chẳng có gì ngoài hình dáng, mái tóc và làn da. Thế nhưng khi đặt người phụ nữ tuổi 50 vào một biến cố, họ sẽ trở thành người lãnh đạo tuyệt vời. Và đôi lúc phụ nữ tuổi này không còn quá lệ thuộc vào người bạn đời của mình nữa. Đây cũng chính là một trong những đặc điểm mà các anh chồng cần lưu ý. Chị em phụ nữ mang năng lượng lạc quan, yêu đời vô cùng lớn. Với tinh thần phấn khởi, yêu đời và tâm sinh lý tốt,
họ mong muốn tận hưởng nhiều hơn cho đời sống tinh thần và kể cả là đời sống tình dục. Đây là thời gian mà phụ nữ hồi tưởng nhiều về thời trẻ trung của mình, đặc biệt là khi nhìn thấy những sự thay đổi quá nhanh chóng diễn ra trên gương mặt của mình. Có một sự so sánh ngầm về tuổi trẻ và tuổi già, dù có muốn hay không nó cũng vẫn sẽ luôn hiện hữu. Với độ tuổi này, chị em phụ nữ dễ nghĩ đến những mối tình xưa cũ và những người đã từng bước qua đời nhau. Đây có thể là những kỷ niệm đã bỏ quên nhiều năm tháng, đóng thành bụi dày, nay mới được nhắc nhớ lại. Có lẽ độ tuổi hồi xuân càng khiến cho phụ nữ dễ nhớ nhung về mối tình dang dở của mình. Họ như đang muốn một lần nữa quay lại với những hồi ước thanh xuân tươi đẹp. Phụ nữ đã dùng nhiều thời gian để vun vén cho gia đình. Họ bỗng nhiên giật mình nhớ lại tuổi trẻ của mình thông qua gương mặt đã có nhiều nếp nhăn. Phụ nữ có thể suy tư về những mối tình cũ một cách thầm lặng và tế nhị. Họ nhớ về bản thân mình lúc đó và người yêu cũ tại khoảnh khắc đó. Chắc hẳn kỷ niệm của tuổi trẻ sẽ lại một lần nữa khiến người phụ nữ bồi hồi và rung động. Và đôi khi chính từ sự suy tư lại biến thành hành động ngoại tình nếu như có hoàn cảnh đặc trưng xúc tác. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các bạn một chút thêm những lời chia sẻ để các bạn có thể hiểu hơn về tâm sinh lý của chị em phụ nữ lứa tuổi này và đối tượng đặc biệt nguy hiểm mà các anh chồng có thể đề phòng nhiều hơn một chút. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ trong video ngày hôm nay, các bạn đã hiểu hơn được người bạn đời, bạn tình hay thậm chí là chính bản thân các bạn khi mà bước vào lứa tuổi này. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn có một cuộc sống thật hạnh phúc và viên mãn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.